Chào mừng các cậu đang quay trở lại với Way to World Cartoon. Vậy là bên cạnh hai cái tên khổng lồ Disney và Pixar, thì giờ đây DreamWorks đã là một cái tên quen thuộc với chúng ta. Rõ là khi nhận ra không ít bộ phim góp nên tên tuổi của mình không phải là từ nhà chuột mà là đến từ nhà máy giấc mơ này, sẽ có không ít người dành cho studio những lời khen không ngớt. Tuy nhiên, chúng tớ ở đây để lật ngược lại sự kỳ vọng của các cậu, vì rõ ràng điều gì thì cũng cần sự healthy và cân bằng. Nên là chúng ta sẽ cùng bắt đầu mổ xẻ điểm tốt và xấu của studio này nhá. Let's go! Đầu tiên, trước khi đi vào nội dung chính, sau video trước về DreamWorks Studio, đặc biệt là khi trailer của bộ phim Ruby Gilman Teenage Kraken ra mắt, thì đã có rất nhiều bên lấy thông tin trong video của chúng tớ để lên nội dung về DreamWorks. Chúng tớ rất vui vì công sức của mình được mọi người quan tâm. Thế nhưng, có rất nhiều bên đã thay đổi thông tin mà chúng tớ không tiện đề cập, cho rằng Disney ăn cháo đa bát và đá Jeff J. Katzenberg vô cớ, khiến ông lập nên DreamWorks để chọc ngoáy lại nhà chuột. Đây là điều hoàn toàn sai sự thật nha các cậu, vì nguyên do dẫn đến sự cắt đứt mối quan hệ hai bên thực sự là rất phức tạp, thậm chí là cực kỳ nặng nề. Và trong một video tập trung vào tính hài hước vui vẻ, chúng ta sẽ không thể kể lại chi tiết được. Vì thế, nếu như các cậu có thắc mắc về sự kiện siêu drama này thì chúng tớ sẽ làm một video chi tiết về sau nhé. Còn nếu như các cậu muốn tìm hiểu về scandal này ngay lập tức thì từ khóa dành cho các cậu là Michael Eisner, Jeff J. Katzenberg và Frank Wells. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại nội dung chính của video hôm nay. Đầu tiên, chúng ta sẽ vẫn phải kể đến những điểm tốt của studio này. Và tất nhiên, điều chúng ta phải nhắc đến là những ý tưởng cực kỳ thú vị được phát triển một cách đầy tuyệt vời của DreamWorks. Khác với Pixar, với tất cả những ý tưởng đều là những ý tưởng nguyên bản, thì các bộ phim của DreamWorks, kể cả những tác phẩm nổi tiếng và hay nhất, cũng có kha khá là phim phóng tác. Như Prince of Egypt là phóng tác từ Kinh Thánh, chi tiết là sách xuất hành. Shrek là dựa trên sách tranh cổ tích của tác giả William Steig. How to Train Your Dragon là phóng tác từ bộ tiểu thuyết cho trẻ em gồm 12 cuốn cùng tên từ tác giả Cressida Cowell. Mr. Peabody and Sherman thì dựa trên hai nhân vật cùng tên từ các đoạn phim ngắn Peabody's Improbable History từ series The Adventures of Rocky and Bullwinkle and Friends. Captain Underpants, The First Epic Movie là câu chuyện được phát triển từ bộ truyện tranh của tác giả Dav Pilkey và rất nhiều nữa. Tất nhiên, những bộ phim với ý tưởng nguyên bản của DreamWorks cũng rất già dì và này nọ như Kung Fu Panda, Megamind, High Spirit, Stallion of the Cimarron. Tất nhiên là những bộ phim, đặc biệt là phim hoạt hình, luôn yêu cầu những ý tưởng thú vị khi đối tượng trẻ em luôn là mục tiêu kiếm tiền của các studio. Tuy nhiên, điều DreamWorks có là những sáng tạo nguyên bản, thú vị, nếu không muốn nói là mạo hiểm và cả cách khai thác nó cũng cực kỳ chất lượng và đẩy được ý tưởng ban đầu đến những tiềm năng vốn có, thậm chí là vượt qua cả những khuôn mẫu thông thường đến những ý nghĩa sâu sắc. Kể cả là với những nguyên bản có sẵn, thì các nhà làm phim của DreamWorks vẫn biết cách biến tấu theo cách riêng của mình. Như làm sao chúng ta biết được một bộ phim chuyển thể từ một tên chằn tinh xấu xí lại có thể trở thành một bộ phim anti-Disney lật ngược lại những giá trị truyền thống mà vẫn mang trong mình một ý nghĩa sâu sắc. Đã thế, còn được khai thác sâu thêm phần xây dựng thế giới nữa chứ. Một chút ý kiến về việc xây dựng ý tưởng trong phim hoạt hình. DreamWorks và Pixar chắc chắn đã luôn là hai kẻ đứng đầu trong ngành phim hoạt hình về việc sáng tạo những ý tưởng độc lạ, không đụng hàng, cũng như khai thác được chúng chiều rộng đến chiều sâu. Tuy nhiên, nếu như các cậu đặt cả hai lên bàn cân, thì sự khác biệt trong cách mà cả hai lên ý tưởng lẫn khai thác từ hai hãng phim là điều chúng ta có thể chỉ ra được. Trong đó, những ý tưởng nội dung của Pixar luôn là những ý tưởng nguyên bản mà không hề dựa trên một nguyên tắc nào. Và cách khai thác câu chuyện của họ là tạo nên những câu chuyện trưởng thành, và rồi phần nào đơn giản nó và đặt câu chuyện đó vào hình thức phim hoạt hình. Còn DreamWorks thì những bộ phim của họ luôn được dựng lên từ những sườn ý tưởng có sẵn, như thể tạo nên những ấn tượng thật mang tính giải trí trước và rồi đưa những yếu tố trưởng thành vào sau. Ví dụ như với một câu chuyện về những người ngoài cuộc cùng theo đuổi ước mơ dù thân phận hay hoàn cảnh bản thân nói lời điều ngược lại. Từ Pixar chúng ta có Ratatouille, từ DreamWorks thì chúng ta lại có Kung Fu Panda. Các cậu có thể thấy, một bên là một câu chuyện xoay quanh quá trình tự tìm tòi về khả năng và giá trị của bản thân trên con đường hướng đến đam mê nghệ thuật, còn một bên là Kung Fu Panda. Ý tớ là, rõ ràng từ cái tên, các cậu đã thấy đây sẽ là một câu chuyện về một con gấu trúc tập võ, một ý tưởng rất chi là nhí nhố rồi nhỉ. Nhưng mà, chỉ khi đã xem bộ phim này, các cậu mới nhận ra đây là một tác phẩm điện ảnh tuyệt vời với những ý nghĩa và đầy chiều sâu. Chúng tôi cũng đã từng có một video phân tích
về một trong những ý nghĩa của phim, các cậu có thể click vào đường link ở góc bên phải để xem nhé. Và nhắc về việc tạo dựng chiều sâu dựa trên ý tưởng hài hước, chúng ta có thể đi đến điểm thứ hai của DreamWorks, đó là tính hài hước và giải trí cao. Một điều cần phải nói rõ đó là bộ phim hài hước sẽ khó làm hơn một bộ phim buồn rất nhiều, vì việc ai đó đồng cảm và rơi nước mắt là điều rất đơn giản. Và trong không ít trường hợp, việc một bộ phim khiến các cậu rơi nước mắt chưa có nghĩa là bộ phim đó sẽ thực sự hay đâu. Còn việc xây dựng nên một bộ phim hài hước sẽ cần rất nhiều yếu tố. Các cậu cần phải xây dựng một nền tảng câu chuyện, biết cách cân đo thời gian, sử dụng những mánh lừa thực tế lẫn điều hướng góc nhìn khán giả, và rồi lật ngược lại tình huống một cách hoành tráng. Việc chọc cười khán giả bằng cách cù lét không khó, nhưng nếu khiến người xem đã xem một cảnh phim đến thuộc cả lời thoại mà vẫn bật cười thành tiếng khi xem lại, đó là khi chúng ta biết mình đã tạo nên cảm kiệt tác. Và DreamWorks chính là cao thủ trong việc đó. Và điều thú vị là DreamWorks rất biết cách tạo nên những miếng hài trong câu chuyện của mình. Những phân đoạn nghiêm túc vẫn sẽ khiến bạn im lặng, thậm chí nín thở hoặc rơi cả nước mắt. Nhưng khi họ đã đưa những yếu tố hài hước vào, thì chúng ta hoàn toàn có thể thuận theo mạch cảm xúc rất tự nhiên. Cách sắp xếp tài tình giữa các phân đoạn hài hước, nghiêm túc, hài hước rồi lại nghiêm túc rất duyên dáng chính là một ưu điểm đặc trưng của nhà mơ rồi. Tất nhiên, cũng có vài trường hợp cố gắng đó sẽ phá đi mạch cảm xúc, nhưng chúng ta không thể phủ nhận khả năng gây cười ở hàng kinh điển của studio này. Kể cả những yếu tố gây cười đó đến từ những miếng hài nhẹ nhàng đến xàm xí, thậm chí là những câu đùa trưởng thành hài đen. Mà nói đến những câu đùa trưởng thành và chủ đề hài hước, tất nhiên rồi, chẳng ai lạ gì việc DreamWorks thích đem Disney ra mắc mỉa. Nhưng mà có lẽ các cậu không để ý hoặc đã quên rằng nhà mơ không hề ngừng lại ở đó. Họ chọc máy mọi thứ, chính trị có, kinh tế có, xã hội thì họ ẩn dụ về trò đùa sắc tộc luôn. Người đã mất, nói chọc ngoáy thì hơi quá, nhưng cà khịa thì có nha. Người khuyết tật, đặc biệt là người khuyết tật. Nhưng vấn đề là họ biết giới hạn của mình, rằng đâu là những câu đùa trong các đoạn ngắn ngủi, còn đâu là một yếu tố xây dựng nhân vật. DreamWorks có thể đùa với những chủ đề nhạy cảm của người da đen, nhưng nếu họ thực sự xây dựng người da đen thì đó vẫn sẽ là một nhân vật tuyệt vời. Cái chân giả của Hiccup có thể là chủ đề chính cho hàng hà sa số trò đùa từ nhân vật trong phim đến nhà làm phim. Nhưng việc Kitty bị rút móng sẽ là nguồn cơn cho vấn đề về niềm tin của nhân vật và sẽ không thể đem ra cười cợt. Nên là việc tự đặt ra giới hạn cho các chủ đề hài hước cũng là điều bắt buộc khi chúng ta muốn làm nên những miếng hài, phải không nào? Và nói về việc xây dựng nhân vật thì có lẽ chúng ta sẽ cần phải nói về cách mà DreamWorks xây dựng những nhân vật tốt như thế nào. Các ác nhân hay phản diện thì xịn sò thôi rồi đi. Nhưng những nhân vật chính cũng không hề bị lu mờ, và cả những nhân vật thứ chính là bạn đời hay người thương của nhân vật chính thì cũng được xây dựng rất xuất sắc. Không chỉ đơn thuần là những nhân vật nữ một màu chỉ có ngoại hình và một chút giúp đỡ cho nhân vật chính để rồi cả hai có một nụ hôn tình yêu đích thực, mà thực sự họ đã được xây dựng với tính cách lập trường riêng. Và mối quan hệ của hai bên cũng được xây dựng chỉnh chu để người xem có thể thấy rằng một tình yêu nào, kể cả tình yêu đích thực, cũng sẽ cần sự hỗ trợ và cố gắng. Không chỉ là đứng cạnh nhau mà còn là dựa vào vai nhau để cùng nhìn về một hướng. Và mối quan hệ nam nữ cũng đâu chỉ có tình yêu mà còn có thể là gia đình hay tình bạn. Một điểm khác của DreamWorks mà có lẽ chúng ta cũng đã quá quen chính là những phần hậu bản chất lượng như Shrek, Kung Fu Panda, How to Train Your Dragon. Những câu chuyện ấy dù có chất lượng lên xuống theo ý kiến mỗi người thì vẫn làm tròn vai trò trong việc mở rộng và khai thác thế giới cho đến phát triển và hoàn thiện quá trình trưởng thành của nhân vật. Và nhắc đến việc DreamWorks có nhiều phần phim khác nhau, chúng ta không thể không kể đến một yếu tố tuyệt vời, chính là các phim từ studio này luôn có những thiết kế, thậm chí là cách diễn hoạt khác nhau cho mỗi thế giới khác nhau của họ mà không hề trùng lặp. Cả những bộ phim có thiết kế có vẻ na ná nhau, nhưng chúng ta vẫn có thể chỉ ra những khác biệt trong tạo hình thế giới hay nhân vật. Việc kết hợp nhiều dạng hoạt hình khác nhau trong cùng một phim cũng không phải chuyện lạ với DreamWorks. Và studio này cũng rất nhạy với những đồ họa hoạt hình mới để sáng tạo nên những thiết kế phù hợp cho câu chuyện và thế giới của mình. Cả khi chính Disney lẫn Pixar gần đây cũng đang chìm vào lối mòn trong thiết kế và diễn hoạt nhân vật của mình, thì DreamWorks vẫn nổi bật hẳn với những phương thức kể chuyện của riêng họ, từ cách sử dụng hình ảnh, âm nhạc hay nhạc kịch đến diễn hoạt và cách xây dựng nhân vật không phải dạng vừa đâu. Và đó là khi các cậu biết rằng các nhà làm phim thực sự yêu quý và trân trọng thành phẩm của mình. Mà nói về những nhà làm phim thì chúng ta phải cần đi vào câu chuyện hậu trường của DreamWorks một chút.
Trong thời gian gần đây, hẳn là chúng ta đã không còn lạ gì với việc các studio thường sử dụng giới tính và gốc gác các đạo diễn, biên kịch như một phương thức marketing cho phim của họ. Đây có thể được xem là bảo chứng cho chất lượng phim. Tuy nhiên, sự thật lại không phải vậy. Việc một bộ phim hay hay dở không hề phụ thuộc vào giới tính, sắc tộc hay bản dạng giới của nhà làm phim, mà là tài năng và khả năng của họ chứ. Một trong những lý do mà Jeff J. Katzenberg được làm các nhân viên, mặc kệ những scandal to đùng của ông, chính là việc ông đã đối đãi và cho các nhân viên cơ hội công bằng để tỏa sáng, không phân biệt giới tính hay sắc tộc. Từ đây, rất nhiều cụm từ đầu tiên trong giới làm phim hoạt hình đã bắt nguồn từ DreamWorks. Ngay từ tác phẩm được sản xuất đầu tiên của studio Prince of Egypt vào năm 1994, một trong những đạo diễn mà Jeff J. Katzenberg gửi gắm để thực hiện tuyệt tác ấp ủ của mình là Brandon Chapman, cũng chính là một trong các nhân viên từng rời Disney để theo chân nhà làm phim này sang DreamWorks. Việc ngồi ghế đạo diễn cho phim Hoàng tử Ai Cập đã đưa Chapman trở thành người phụ nữ đầu tiên chỉ đạo một bộ phim hoạt hình từ một hãng phim lớn. Một bộ phim khác của DreamWorks lấy bối cảnh văn hóa ngoài đất Mỹ là Kung Fu Panda 2 cũng đã có một nữ đạo diễn đặc biệt là Jennifer Jew Nelson, một người Mỹ gốc Hàn. Và nếu như các cậu tự hỏi tại sao lại là phần 2 thì mới có một người gốc Á nổi bật thì ngạc nhiên chưa? Đội ngũ cốt cán của bộ phim Kung Fu Panda phần 1 đều là người da trắng, có chung đặc điểm là tình yêu với phim võ thuật Trung Hoa. Khi biết về dự án này, Jew đã yêu cầu được tham gia thực hiện bộ phim vì chính cô cũng là fan cuồng của dòng phim võ thuật và được giao trọng trách chủ nhiệm câu chuyện và đạo diễn cho phần đoạn vẽ tay đầu phim. Nhờ vào thành quả này, CEO Jeff J. Katzenberg và nhà sản xuất Melissa Korb đều đã gợi ý và khuyên cô vào vai trò đạo diễn các phần tiếp theo của franchise Kung Fu Panda trong sự ủng hộ của những người còn lại trong đoàn. Và thế là Jennifer Jew Nelson trở thành người Mỹ gốc Á đầu tiên được chỉ đạo đạo diễn cho một bộ phim hoạt hình của một studio lớn thuộc Hollywood. Một trường hợp khác cho thấy sắc tộc không nói lên chủ đề và chất lượng phim chính là đạo diễn của bộ phim Rise of the Guardian, Peter Ramsey. Ông vốn không phải là nhân viên của DreamWorks từ đầu mà được studio này thuê về để đạo diễn cho bộ phim Sự Trỗi Dậy của Các Vệ Thần, giúp Ramsey trở thành người Mỹ gốc Phi đầu tiên đạo diễn một bộ phim hoạt hình CG kinh phí lớn tại Hollywood, nói riêng và thế giới nói chung. Sau này thì Peter Ramsey đã trở thành đạo diễn của Spider-Man Into the Spider-Verse. Vậy mới nói, điều quan trọng là hãy lựa chọn những người tài và phù hợp cho công việc, chứ đừng rút thăm nhân viên bằng cách dựa vào sắc tộc, giới tính của họ, rồi dùng nó làm công cụ marketing. Khen nhiều rồi, bây giờ thì phải chê lại để các bạn fan ruột của DreamWorks đỡ bức bối. Nhưng mà khoan, tớ vừa nói là fan ruột của nhà mơ khó chịu vì hãng phim yêu thích của họ được khen quá nhiều hay sao? Với kinh nghiệm cá nhân thì các cậu vừa nghe chính xác rồi đấy. Đã từng có một fan DreamWorks tóm tắt về hãng phim yêu thích của họ rằng khi DreamWorks làm một bộ phim mới, các vị thần lại tung một đồng xu và các fan của hãng lại nín thở. Bởi lẽ, khác với các hãng phim khác lúc lên lúc xuống, thì phong độ làm phim của DreamWorks cực kỳ thất thường. Việc các cậu không thể biết được rằng studio này sẽ mang đến điều gì, bao gồm cả hai mặt, khi phim của họ hoặc là hay tuyệt vời, hoặc là cười lao xuống sông. Việc chỉ trong một năm mà studio này cho ra lò một kiệt tác lẫn một cục rác là điều hoàn toàn bình thường. Tất nhiên, nói thế là hơi quá, vì kể cả những bộ phim với chất lượng trung bình thấp của DreamWorks, chúng ta cũng có thể dễ dàng xem chúng để giải trí. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng là một bộ phim hay, và trong đó cũng không ít những phim khiến chúng ta phải quảng não đi để xem. Để giải thích cho việc này, các fan của DreamWorks cho rằng là do các nhà làm phim trước khi chọn kịch bản và xây dựng phim, họ đều làm một việc mà chúng tôi xin nói giảm nói tránh là nghi thức Snoop Dogg. Vì thực sự không thể có một lý do logic chính đáng nào cho việc một studio đã cho ra đời những kiệt tác hoạt hình như Prince of Egypt hay Shrek 2 lại có thể tung ra Boss Baby và Jaws được. Và liệu DreamWorks có những dự án tốt khác thay vì những lựa chọn đó hay không? Câu trả lời là có, nhưng mà họ nói không. Tất nhiên, không phải những dự án nào cũng hướng đến việc trở nên thành công như B-Movie 2 hay Road to El Dorado 2. Nhưng trong đó vẫn có rất nhiều lựa chọn cực kỳ tiềm năng. Liệu các cậu có biết rằng DreamWorks đã từng cancel dự án phim Plants vs. Zombies hay không? Một trong những dự án khác mà DreamWorks cũng từng đặt sang một bên là movie phóng tác từ phim kinh dị ngắn Armor vào năm 2010. Đạo diễn Rodrigo Blas của phim ngắn cũng được giao công việc đạo diễn cho movie này. Thậm chí, dự án còn có sự góp mặt của nhà làm phim Guillermo del Toro trong vai trò hỗ trợ thiết kế và xây dựng câu chuyện. Vào tháng 2 năm 2012, chính nhà làm phim cũng cho biết rằng bộ phim đang trong quá trình phát triển hình ảnh. Tuy nhiên, kể từ tháng 6 năm 2018 thì ta không có thông tin nào về việc bộ phim này đang được sản xuất nữa cả.
Một dự án nữa của DreamWorks từng khiến các fan hâm mộ hào hứng khi thông báo về một dự án phim mang tên Me and Your Shadow, dự kiến sẽ là một bộ phim kết hợp giữa yếu tố 3D và vẽ tay truyền thống. Thậm chí là dự án này đã có sự tham gia của hai diễn viên Kate Hudson và Josh Gad với vai trò lồng tiếng và lên lịch phát hành vào tháng 3 năm 2013. Nhưng rồi phim bị rời ngày phát hành xuống năm 2014, rồi 2015 và rồi 2017. Tương lai của Me and Your Shadow đã hoàn toàn bị bỏ ngỏ do những thay đổi về quản lý trong DreamWorks Animation. Và đó mới là 3 trong rất nhiều dự án đã bị bỏ ngỏ của studio này. Tớ biết là chính Puss in Boots: The Last Wish cũng đã phải trải qua địa ngục phát triển từ tận 2014. Nhưng khi một dự án đã được công bố rộng rãi suốt nhiều năm rồi, tự dưng bặt tăm hơn 5 năm, rõ ràng chúng ta có lý do để nghi ngờ về việc những bộ phim tiềm năng này đã bị hủy hoàn toàn, phải không nào? Và thay vào đó, chúng ta có những màn vắt sữa ra máu từ chính DreamWorks. Đúng vậy các cậu ạ, kể cả một studio với những franchise thành công về tiếng lẫn tiền đến mức khiến Disney và Pixar cũng khó đấu lại, thì DreamWorks vẫn cố gắng vắt sữa những bộ phim của mình đến mức cạn kiệt, khiến cho chính fan của hãng cũng phải xóa trí nhớ và chui vào hang. Đó là phần sau của Jaws và Boss Baby, là phần remake mang tên Spirit Untamed, là những series ăn theo các movie với chất lượng kém, từ đồ họa đến nội dung. Thôi thì chúng ta có các phần series của Kung Fu Panda và How to Train Your Dragon vẫn rất hay, cho đến khi có thứ có thể xem là phần Next Generation của franchise Luyện Rồng ra đời. Có thể xem như đây là một cách để vắt sữa, nhưng tránh việc động vào kết thúc tuyệt vời của phần phim The Hidden World, vì đây là một phần spin-off, và việc mọi người có muốn xem là phần phim kết nối với 3 phần movie hay không thì tùy vào cá nhân mỗi người. Nhưng câu hỏi vẫn là, tại sao khi tác giả nguyên tác của Rise of the Guardians là William Joyce đã bật một đèn xanh to đùng rồi, nhưng DreamWorks vẫn chưa có dấu hiệu đoái hoài gì đến một series riêng cho những vệ thần này và mở rộng thế giới của nó, mà lại đi thực hiện một series Next Generation không ai cần đến? Tớ chịu! Nên, thay vì đối chất với studio, các fan của DreamWorks không có cách nào hơn là chấp nhận thực tại này, chui xuống hang với fan MU, và hy vọng trong lần sản xuất phim tiếp theo, nhà máy giấc mơ sẽ tỉnh hơn một chút và kẻ nhỏ nhỏ lại. Cũng vì số lượng quá lớn những bộ phim gây thất vọng vừa qua, cùng với cái tính dở dở ương ương của studio này, nên dù trong năm 2022, DreamWorks đã comeback với 2 bộ phim Bad Guys và Puss in Boots: The Last Wish đủ khả năng cười vào mặt nhà chuột lẫn nhà đèn, thì các fan của nhà mơ vẫn không dám tin tưởng vào tương lai của họ. Nhất là khi phần phim Jaws thứ 3 và bộ phim How to Train Your Dragon Live Action đang chờ đợi phía trước. Ý dạ, niềm an ủi của họ sẽ là dự án về series của Megamind đã được bật đèn xanh và dự án về franchise The Wizards of Oz, một tác phẩm khác từ tác giả của nguyên tác Bí kíp Luyện Rồng đang được úp mở. Nhưng tất nhiên là chúng ta cứ nên tập trung vào cuộc sống hiện tại, chứ đừng tính trước chuyện tương lai làm gì. Và nói về những vấn đề của DreamWorks, chỉ tính riêng tại Việt Nam hoặc khu vực Đông Nam Á, hẳn là các cậu vẫn còn nhớ đến scandal đường lưỡi bò trong phim Abominable vào năm 2019. Chi tiết là vào 14 tháng 10 năm ấy, sau 10 ngày chiếu phim và nhận được những lời chỉ trích của khán giả xem phim, Cục Điện ảnh đã phải rút phim Everest, Người Tuyết Bé Nhỏ khỏi tất cả các cụm rạp, đồng thời kiểm điểm xử lý nghiêm những cá nhân tắc trách trong việc để lọt bộ phim có hình ảnh của đường chín đoạn. Trong đó, biên kịch Hồng Ngát đã xin rời Hội đồng Trung ương thẩm định và phân loại phim truyện vì sai sót không thể bỏ qua này. Tại Malaysia, Hội đồng Kiểm duyệt phim đã gửi yêu cầu cho Universal để cắt đoạn phim này trước khi cho công chiếu rộng rãi. Tuy nhiên, yêu cầu này đã bị từ chối và cả Malaysia cùng Philippines đều quyết định cấm cửa bộ phim này khỏi đất nước họ. Thậm chí là Philippines lên tiếng tẩy chay DreamWorks vì vụ việc này. Việc chỉ trích DreamWorks vì vấn đề chính trị này là điều tất nhiên. Thế nhưng chúng ta vẫn phải có cái nhìn toàn cảnh về sự việc, điều đã được các phóng viên báo chí quốc tế lẫn Việt Nam chỉ ra trong thời gian đó. Về chi tiết, Abominable không phải là bộ phim của riêng DreamWorks mà là sản phẩm hợp tác của hãng này với Studio Pearl của Trung Quốc. Và chắc chắn rằng với công việc đảm bảo bối cảnh phim sẽ khớp với hiện trạng đất nước ở đời thực, chi tiết đường chín đoạn trong bộ phim chính là do Studio Pearl cài vào. Chứ để phân tích thực tế, DreamWorks hoàn toàn không hề có lý do nào để đưa chi tiết gây tranh cãi về mặt chính trị này vào phim của mình chỉ để chiều lòng khán giả Trung Quốc. Khi mà họ đã có Kung Fu Panda và chính franchise này đã thành công tại thị trường Trung Quốc, đến mức DreamWorks đã có thể lập hẳn một trụ sở tại quốc gia này mang tên DreamWorks Orientation. Tuy nhiên, theo ý kiến của tớ, việc studio nhà máy giấc mơ im lặng trước scandal này cũng có thể xem là việc họ không có khả năng lên tiếng về một vấn đề chính trị quốc tế lọt quá khả năng chuyên môn. Nên nếu chúng ta chỉ trích đường lưỡi bò trong bộ phim Abominable, hãy hướng mũi giáo vào Studio Pearl và tham vọng trục lợi từ các đế chế phim ảnh Trung Quốc.
còn DreamWorks sẽ là tội bất cẩn trong việc đề phòng các vấn đề chính trị và kiểm duyệt sản phẩm của mình. Hãy nhìn nhận lại các vấn đề một cách toàn diện để tránh chỉ trích và ném đá sai người, vì chính fan DreamWorks tại Việt Nam tuy ủng hộ phim của hãng thì cũng không hề bao che cho sự việc này và cũng không bao giờ quên nó cả. Vì chắc chắn, kể cả dù sông có cạn, núi có mòn thì vẫn có một sự thật không thể thay thế rằng chủ quyền quốc gia luôn là điều không thể xâm phạm dưới bất kỳ hình thức nào. Và đó là cẩm nang DreamWorks dành cho bất kỳ người mới nào muốn tìm hiểu về hãng phim dở dở ương ương này. Tất nhiên, để đào sâu vào những điều thú vị bên trong hãng phim thì chúng ta sẽ cần khá khá video nữa cơ. Nhưng trong 20 phút này thì cũng đã có rất nhiều thông tin, phải không nào? Bên cạnh đó thì các cậu có thể xem thêm các video của chúng tớ về các phim của DreamWorks nhé. Và đừng quên cho chúng tớ biết cảm nhận của các cậu ở phần comment. Còn bây giờ thì Way to Where out.